Lâu ngày mới được đi thành phố giải ngố các bạn ạ. Nhìn ở dưới thành phố đèn rực sáng khác ở miền núi mình quá. Nhà thì cao cao các bạn ạ. Ở quê nhà tớ không có cái nhà cao như thế này đâu. Đó. Đèn thì họ thắp ở trong nhà, không thắp họ đưa ra họ cuốn cây. Sáng rực đi cả nhà. Tôm tươi hấp nha, cá thu sốt cà chua này, ghẹ xào mè này, mực nha, tôm nha. Không. Đi mẹ bóc cho. Mẹ bóc cái bánh nha. Rồi bây giờ bác cho các cháu ăn, không quay được buổi ăn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong ít phút nữa nhé. Và sau khi ăn uống đã no thì bây giờ chúng ta sẽ đi dạo và ngắm thành phố một vòng, sau đó đưa các trẻ đến khu vui chơi để cho các trẻ chơi nhé. Cả rất mạnh đảo quá các bạn ơi, chúng ta hãy cùng đi khám phá nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye.